Một số người thật sự có tín ngưỡng, tin vào thiện ác hữu báo. Khi họ đối diện với cái chết, đa phần đều tương đối bình tĩnh. Họ tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ được lên thiên đường hoặc còn có kiếp sau. Có người nói, bạn chưa thấy thiên đường, có thể bạn cảm thấy thiên đường không tồn tại, nhưng bạn cũng chưa từng chết. Bạn làm sao biết được người ta sau khi chết, linh hồn sẽ không lên thiên đường hoặc xuống địa ngục? Còn đối với những người không có tín ngưỡng, đại đa số đều không dám đối mặt với ung thư, đối mặt với tử vong lại càng không dám. Họ ở đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh dường như chỉ có một nỗi sợ hãi. Triết gia Socrates đối diện với tử thần, người lương thiện không có gì sợ hãi. Năm 399 trước công nguyên, Socrates, triết gia vĩ đại Hy Lạp cổ, một trong những người đặt nền móng cho triết học phương Tây, bị phán xét và kết án tử hình. Ông bị tòa án Athens cáo buộc không tin vào các vị thần Hy Lạp cổ, làm bại hoại thanh thiếu niên, buộc phải tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc. Tuy nhiên, khi đối mặt với cái chết cận kề, Socrates không tỏ ra sợ hãi. Trước tiên, ông nói với những kẻ buộc tội ông rằng một lão già như ông hiểu rằng sống chết vốn có trời định. Đáng ra những kẻ căm ghét ông chỉ cần chờ đợi đến thời điểm đó, nhưng chúng lại làm trái thiên ý, buộc ông phải ra đi sớm hơn. Dẫu vậy, Socrates luôn một tâm kiên định, kiên quyết không hạ thấp phẩm hạnh và làm trái lương tri để bảo toàn mạng sống. Ông nói rằng thoát khỏi cái chết thì dễ, còn ngược dòng đồi bại mới khó. Có mấy ai có thể đứng vững trước danh lợi và cám dỗ? Những kẻ buộc tội ông trong vô tri mà chìm trong dòng chảy đó, rồi vu cho ông những gì là bất kính với thần và làm bại hoại giới trẻ Athens. Lời cáo buộc vô căn cứ xuất phát từ sự căm ghét việc Socrates miệt mài đưa ra các câu hỏi để theo đuổi trí huệ đích thực, chứ không bằng lòng với kiến thức thực tại. Đây chính là gian ác, là bất công, và cuối cùng sự thật sẽ lên án những lời cáo buộc đó. Socrates cũng tiên tri rằng những hình phạt còn tàn khốc hơn sẽ giáng xuống những kẻ đã hãm hại ông, giết người, đền mạng. Những kẻ mất lương tri sẽ không tránh khỏi bàn tay của tử thần. Những người chân chính biết tu sửa bản thân, còn kẻ ác luôn nhìn người khác mà phán xét. Rồi Socrates nói với các môn đồ rằng Đức Chúa đã chỉ dẫn ông suốt một đời, rằng mỗi khi ma quỷ xuất hiện, Ngài sẽ cảnh báo ông. Thế mà trong phiên tòa sinh tử này, ông đã không nhận được lời cảnh báo nào cả. Nhưng ông có thể liễu giải được rằng vì không được Ngài điểm hóa, có khi cái chết lại là một đặc ân. Do vậy, ông bình thản chấp nhận cái chết và tự hỏi, rốt cuộc chết là gì? Socrates đưa ra một giả định về cái chết. Nó có thể là trạng thái hư vô và mất hết ý thức, hoặc là sự dịch chuyển của linh hồn từ nơi này sang nơi khác. Ông so sánh trạng thái hư vô và mất hết ý thức đó với giấc ngủ say nồng, khi mà con người không còn phiền não bởi mộng ảo và thất tình lục dục. Nếu chết là như thế, vậy thì nó không hề mất mà là được. Còn nếu chết là sự di chuyển của linh hồn, vậy tất cả những người chết có thể sẽ tới địa ngục. Ở địa ngục, Socrates tin rằng ông sẽ được phán xét bởi những vị quan tòa thực sự và chân chính, và rằng ai đến cuối đời cũng sẽ như vậy. Socrates hào hứng kể tên những nhà thơ Hy Lạp cổ trứ danh mà ông mong muốn được diện kiến sau khi chết, như Orpheus, Hesiod và Homer. Ông nói đó sẽ là nơi của hạnh phúc mỹ hảo. Ông yêu cầu những kẻ bức hại ông suy nghĩ về điều này. Dù sống hay phải chết, một người tốt sẽ không coi gì là điềm dở. Ngay cả khi những khổ nạn của anh ta không được thần điểm hóa, điều xảy ra với ta không phải ngẫu nhiên. Cho nên, khi người tốt đặt niềm tin vào thần, anh ta sẽ không có gì phải sợ hãi. Socrates trong những lời cuối của mình với những kẻ đã buộc ông đến chết chỉ từ bi mà không chút oán hận. Còn với những người con trai của mình, Socrates nói rằng nếu tương lai chúng đặt danh lợi tiền tài hay bất cứ điều gì trên đức hạnh, hoặc khi chúng tự cao tự đại trong khi chúng chẳng là gì hết, thì những người đã khiến ông phải chết hôm nay nhất định hãy trừng phạt chúng. Nhưng ông mong rằng họ sẽ đối diện với chúng một cách khoan dung từ bi như ông đã làm với họ. Đó mới thực sự là hành vi của bậc quân tử.
Sống hết một đời, Socrates tin rằng sau khi chết, những chuyện từng làm trong đời đều sẽ được đem ra xét xử. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cuối cùng công lý sẽ chiến thắng. Điểm sáng trong câu chuyện này chính là tấm lòng khoan dung và từ bi của Socrates. Ông không hề sinh tâm oán hận với những người đã hãm hại mình. Đó chính là điểm khiến ông siêu xuất so với người thường. Trong những năm qua, các thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, dị tượng xuất hiện dày đặc. Có thể chúng ta sẽ cảm thấy hoang mang lo lắng cho tương lai của chính mình. Nhưng chúng ta không cần quá sợ hãi. Chỉ cần trong tâm có thần, tu dưỡng điều thiện thì người tốt nhất định sẽ được thần Phật bảo hộ. Như Socrates đã nói, khi người tốt đặt niềm tin vào thần, anh ta sẽ không có gì phải sợ hãi.